Xin chào tất cả các bạn đang có mặt tại buổi lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Sun iPhone XS Max của Couple TX ngày hôm nay. Và chỉ còn ngày mai nữa thôi là chương trình của chúng ta sẽ kết thúc. Và thông báo một tin hơi buồn cho tất cả các bạn là ngày hôm nay cũng đã kết thúc chương trình. Đó chính là Sun iPhone XS Max. Và vào 10 giờ ngày hôm nay, những bạn nào của chúng ta chưa có mua sản phẩm, chưa mua hóa đơn 300.000 đồng thì hãy nhanh chân. Chỉ còn duy nhất một ngày hôm nay để các bạn có thể mang về những mã dự thưởng cho mình. Ngày mai Vân Anh sẽ tiến hành quay số để tìm xem vị khách hàng nào may mắn của Couple TX sẽ mang về cho mình chiếc điện thoại iPhone XS Max này đây. Sản phẩm này là hàng chính hãng của FPT Shop nha, chứ không phải là hàng sách tay đâu. Các bạn được bảo hành lên tới 12 tháng của FPT Shop luôn. Và chiếc iPhone XS Max này sẽ thuộc về ai? Ngày mai 8 giờ hãy quay trở lại với live stream của Couple TX nha. Còn những bạn nào của chúng ta chưa trúng thưởng thì lát nữa đây. Ngay bây giờ chúng ta chạy đến cửa hàng gần nhất của Couple TX, chúng ta mua ngay cho mình hóa đơn 300.000 đồng để mang về một mã dự thưởng. Hóa đơn 600.000 đồng được hai mã dự thưởng, hóa đơn 900.000 đồng thì được ba mã dự thưởng. Nói chung là cứ mua càng nhiều sẽ nhận được về nhiều mã dự thưởng, mà càng nhiều mã thì cơ hội trúng quà càng cao nha. Hello mọi người, Trinh Nguyễn, một vị khách hàng, một bạn fan rất là cuồng nhiệt trong tất cả các live stream của Couple TX. Xin chào Trinh Nguyễn, xin chào Mai Lê, xin chào vợ Tuấn. Mọi người có thấy Vân Anh không? Bạn nào thấy Vân Anh thì nhớ comment cho Vân Anh biết là mọi người có còn đang theo dõi với chương trình nha. Hello Lê Vy. Vào lúc 12 giờ trưa nay thì trên fanpage của Couple TX cũng đã đăng tải danh sách của những bạn khán giả trúng thưởng vào ngày hôm qua. Bạn nào có tên trong danh sách nào? Nhớ comment cho Vân Anh biết nha. Những bạn nào mà chưa có nhận được quà trong mini game thì lát nữa đây chúng ta ở lại với chương trình. Vân Anh sẽ đặt ra 5 câu hỏi, chỉ cần comment đáp án đúng nhất, tag 5 người bạn vào, share livestream này về tường của mình cũng như share về 5 hội nhóm là các bạn mang về cho mình phần thưởng. 5 phần quà hấp dẫn là gì? Lát nữa chúng ta sẽ công bố nha. Ngày hôm qua cho nhiều quà lắm, những bạn nào ngày hôm qua chúng ta bỏ lỡ, ngày hôm nay nán lại với livestream. Chương trình chỉ kéo dài từ 45 phút đến 1 tiếng rất là nhanh thôi, cho nên chúng ta hãy chăm chú, đừng bỏ lỡ một phút giây nào. Rất là nhiều phần quà đang chờ đợi các bạn đó nha. Hello vợ Tuấn, nón mới. Hello Trinh Nguyễn, đúng rồi, mỗi ngày là Vân Anh sẽ kết hợp một bộ đồ khác nhau của Couple TX. Mà phối đồ nếu như thiếu phụ kiện là một thiếu sót, đúng không nào? Ngày hôm nay là phối với một chiếc áo hoa văn này, chất liệu vải kate rất là thoáng mát, chúng ta có thể mặc đi biển. Bên trong là chiếc áo thun trắng của Couple TX. Ở đây cũng là một chiếc nón của Couple TX luôn, trùng màu nhau đúng không? Áo thì màu cam, vàng, nón cũng họa tiết y chang. Lê Vy trúng rồi hả? Trời, chúc mừng Lê Vy nha. Đó, thấy chưa, rất là nhiều bạn ngày hôm qua theo dõi chương trình và nhận được quà rồi. Những bạn nào chưa có quà thì bây giờ tiếp tục mình share thật là nhiều bạn bè của mình để mọi người có thể cùng vào livestream này. Khi mà livestream đạt được 100 lượt xem thì Vân Anh sẽ tiến hành bắt đầu câu hỏi đầu tiên nha. Ngày hôm nay phần thưởng sẽ hấp dẫn hơn rất là nhiều luôn. Để xem bây giờ được bao nhiêu lượt xem rồi nè. Bây giờ là được 84-87 lượt xem rồi. Có bán combo chị mặc hay không? Cái combo chị mặc là có bán, nhưng mà bán lẻ chứ không phải bán theo combo. Tức là mọi người có thể mua chiếc váy khoác ngoài nè, ở bên trong là chiếc áo thun riêng, chúng ta mua thêm một cái nón nữa. Cái này thì chúng ta có thể đến cửa hàng chụp hình cái bộ đồ Vân Anh mặc, mang tới cho cửa hàng để họ tư vấn mã sản phẩm cho nha. Em muốn combo đó. Nguyễn Kiều, combo này xinh lắm luôn á, mặc mùa hè là bao đẹp luôn. Hôm qua không lên được, tiếc quá. Vậy thì ngày hôm nay vợ Tuấn nhớ ở lại mình xem livestream nha, được quà nha. Lấy quà như thế nào hả? Bây giờ bạn Lê Vy ơi, nếu như có tên của mình trên kết quả công bố danh sách những bạn khán giả trúng thưởng thì bạn Lê Vy có thể inbox cho fanpage nha. Phần thưởng ngày hôm qua của bạn Lê Vy nhận được, nếu như Vân Anh nhớ không lầm, là phiếu quà tặng 300.000 đúng không? Ngày hôm nay thì những phần quà của chúng ta như sau. Sẽ có hai phiếu quà tặng, đó chính là phiếu quà tặng 300.000 đồng của Couple TX. Ngoài ra sẽ là ba sản phẩm bất kỳ trong bộ sưu tập Take My Hand. Ba sản phẩm đó là gì thì rét nữa và anh sẽ công bố cho mọi người. Bây giờ đã được 83 lượt xem rồi, không biết là mấy bạn đã sẵn sàng đến với câu hỏi đầu tiên chưa? Sẵn sàng thì nhấn sẵn sàng vào giúp Vân Anh nha. Ở đây, những sản phẩm ngày hôm nay mà Vân Anh sẽ giới thiệu các bạn, tất cả ở đây đều trong bộ sưu tập Take My Hand. Họa tiết là nhìn thấy mùa hè liền. Và bộ sưu tập Take My Hand này dành cho cả gia đình của chúng ta, đồ đôi hoặc là mua đồ bản thân, mua đồ cá nhân cũng được. Đây là một chiếc áo rất là xinh cho bé gái, màu xinh dễ sợ luôn, áo chởi vai đàng hoàng nha. Ở đây là chiếc áo dành cho bé Nam. Rồi cưng quá, có hai màu nè mọi người, áo thun trắng nè, rồi áo thun màu cam nữa, hai màu luôn, xinh quá trời xinh.
gia đình nào mà có cả con trai và con gái thì mình cho bé gái mặc màu cam này nè, bé nam mặc áo thun màu cam cọc tan lớp tớp như thế này xinh cực luôn, quá đẹp quá đẹp. Hoặc là chúng ta có thể phối đây, mẹ thì có thể mặc chiếc áo lớp tớp màu xanh biển và cho con gái của mình cũng mặc một chiếc áo tương tự size mini nhỏ hơn. Trời, cả gia đình mặc bộ này là đi ra đường ai cũng phải ngước nhìn luôn. Thấy giống đồ đôi không mọi người? Đây là đồ cho bé nữ là phía bên tay trái nha. Bên tay phải của Vân Anh đây, bên tay phải đây là dành áo cho mẹ. Cả gia đình mà mặc đồ đôi là cực kỳ đẹp luôn, đi chụp hình cũng đẹp, đi biển là coi như nổi nhất sớm luôn, không ai dám tranh lại sự nổi tiếng luôn. Đây, những cái áo này Vân Anh sẽ cất lại. Và trong bộ sưu tập Thét Mai Hen lần này á thì chủ yếu là những sản phẩm cho ra mắt đúng vào dịp hè, thiết kế cho cả gia đình của chúng ta rất là hợp luôn. Hoặc là các bạn có thể tự đến cúp BTX chúng ta mua cho bản thân mình mặc cũng được. Ví dụ những bạn nam của chúng ta có thể mặc những chiếc áo thun màu trắng họa tiết như thế này rất là xinh, chúng ta mua về chúng ta tự mặc cũng được. Chất liệu thun rất là mát nha mọi người, Vân Anh sờ tay đây cũng đã cảm thấy rất là mát. Ôi nhìn là đã thấy dày dặn rồi, chứ không phải là mấy cái loại áo mà giặt một hai lần cái giãn tanh bành nha. Này size L đây, họa tiết rất là xinh. Nhìn đơn giản vậy thôi chứ mặc lên ra form xinh lắm. Ở đây thì có hai màu là màu trắng và màu cam cho mọi người xem màu cam nè. Ôi màu cam xinh quá mọi người ơi, như màu hoàng hôn luôn, quá đẹp. Ôi xinh quá, lát nữa phải mua cái này về tặng bạn mới được. Bây giờ bao nhiêu lượt xem rồi? 83 lượt xem rồi nè. Mọi người đã tag bạn bè của mình vào chưa? Thôi con em con trai mà thấy con gái đồ đẹp quá trời. Đây có đồ cho bé trai nữa nha, có đồ cho bé trai nữa đây. Vợ Tuấn có thể mua đồ cho bé trai là những chiếc áo thun này, mặc đồ đôi ví dụ nha. Con trai mặc cái này thì bố sẽ mặc bộ này, thấy chưa? Bố sẽ mặc áo thun size lớn. Đây, con trai thì sẽ mặc chiếc áo thun cọc tay này. Đấy, bố con mặc đồ đôi cũng đẹp chứ bộ. Bây giờ mọi người đã sẵn sàng đến với mini game chưa? Hay là chúng ta quay số trước đi nha. Bây giờ khi nào được 100 lượt xem thì Vân Anh mới bắt đầu chơi mini game. Nãy giờ là mới 75 lượt xem à, 79, 81 lượt xem rồi. Vẫn chưa đủ tiêu chuẩn, mọi người có thể like, share, chúng ta share nhiều hội nhóm để có thể tăng lượt view lên 100 thì Vân Anh mới bắt đầu chơi được. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần quay số. Vân Anh xin được nhắc lại thể lệ quay số như sau. Với mỗi hóa đơn của khách hàng, 300.000 đồng sẽ nhận về một mã dự thưởng. Hóa đơn 600.000 đồng chúng ta sẽ nhận về hai mã dự thưởng. Hóa đơn 900.000 đồng thì sẽ nhận về cho mình ba mã dự thưởng. Nói chung mua càng nhiều mã dự thưởng thì cơ hội trúng thưởng càng cao. Và giải thưởng mà tất cả mọi người đang rất là chờ đợi, đó chính là chiếc điện thoại iPhone XS Max. Trời, ngày nào cũng phải cầm giới thiệu mà tiếc quá, không phải mình ước gì cái này thuộc về mình đúng không ạ? Bản thân Vân Anh cũng đang rất là chờ đợi kết quả, bởi vì rất là nhiều bạn bè người thân của Vân Anh là mua sản phẩm Cúp BTX, họ cũng đã có mã dự thưởng rồi và cũng đang chờ đợi chiếc iPhone XS Max này giống như tất cả các bạn đang theo dõi chương trình. Và nếu như mọi người không biết là mã số của mình là mã số bao nhiêu thì mọi người có thể lên trang web của Cúp BTX nè. Chúng ta có thể nhấn số điện thoại của mình hoặc là nhấn mã số đơn hàng vào thì hiển thị ra đó chính là mã số may mắn của mọi người. Chúng ta có thể tìm hiểu xem là mã số may mắn của mình là số bao nhiêu bằng cách là chúng ta vào trang web của mình, nhập số điện thoại vào là sẽ ra được kết quả nha. Áo thun nữ có, chỗ cấp BTX là vô vàng áo thun luôn. Chị thấy em rồi nha Như Như. Bây giờ đã được 94 lượt xem nhưng mà phải được 100 lượt xem thì Vân Anh mới bắt đầu chơi mini game được. Ngày hôm nay phần quà của chúng ta là voucher trị giá 300.000 đồng và ba sản phẩm bất kỳ trong bộ sưu tập Thét Mai Hen, là bộ sưu tập vừa mới cho ra mắt của Cúp BTX. Được 88 lượt xem rồi, còn thiếu 12 lượt xem nữa thôi, cố gắng. Cố gắng lên nào, share thật nhiều về những cái hội nhóm của mình nha. Cái bộ sản phẩm của Vân Anh đang mặc nhiều bạn cũng hỏi nè, ở đây là do Vân Anh phối chứ không phải là bán combo nha. Chẳng hạn ở đây là Vân Anh phối bằng một chiếc váy hai dây xòe búp bê ở phía bên dưới. Bên trong thì Vân Anh kết hợp một chiếc áo thun của Cúp BTX. Đây là chiếc áo thun cơ bản màu trắng trơn thôi, không có gì hết. Rồi mình tìm một cái nón có chất liệu và màu sắc giống như chiếc váy này luôn. Cúp BTX là có đủ bộ sản phẩm này luôn. Mọi người có thể chụp màn hình lại mang tới cửa hàng gần nhất, mình hỏi xem để nhân viên có thể bán cho mình đúng cái sản phẩm, đúng bộ đồ mà Vân Anh đang mặc nha. Xem áo thun nữ size XL, áo thun nữ size XL nhiều lắm. Chẳng hạn những chiếc áo thun này là size L. Đây Vân Anh có chiếc áo thun size L. Áo thun size L đây nha. Đây áo thun dành cho bố. Chúng ta có thể mặc đồ cặp với con trai của mình luôn. Hai chiếc giống nhau hơn, một chiếc áo mini size cộc tay. Áo thun cho bố thì size rộng hơn, rất là xinh luôn. Đồ mẹ thì hồi nãy Vân Anh có giới thiệu rồi đó.
đây. Tạm thời mình sẽ để ở đây, để lát nữa cái phần thưởng này sẽ dành cho những bạn khách hàng đã mua sản phẩm của Cup BTX, thì chúng ta sẽ được nhận phần quà cho mình, đó chính là một bộ sản phẩm của bộ sưu tập Take My Hand. Và phần quà đầu tiên mà Vân Anh muốn dành tặng cho mọi người đó chính là chiếc áo đây là một chiếc áo lệch vai trong bộ sưu tập Take My Hand, và chiếc áo này sẽ dành tặng cho vị khách hàng nào may mắn trúng giải thưởng trong trò chơi quay số may mắn ngày hôm nay, thì nhân vật đó sẽ sở hữu cho mình một chiếc áo này nha. Vân Anh sẽ tạm thời để đây. Bây giờ có thể lia máy qua đây để chúng ta sẽ tiến hành đến với vòng quay may mắn nha. 1, 2, 3, quay. Giá như thế nào hả? Ừ, lát nữa chị xem giá rồi chị nói cho vợ Tuấn nha. Xin được chúc mừng cho vị khách Nguyễn Thị Ngọc Liễu với số điện thoại là 8388, mã số là 717986 nha. Xin được chúc mừng cho vị khách hàng Ngọc Liễu. Vị khách hàng của chúng ta đã sở hữu cho mình một chiếc áo lớp tớp KT in hoa rất là xinh trong bộ sưu tập Take My Hand. Chị Liễu, nếu như mà mình biết tin là mình trúng giải rồi đó, nhà chị mà có con gái á, chị mua thêm cái áo này. Đó, cái áo xinh cực luôn, mình mặc cặp chung với con gái của mình là bao xinh luôn. Mẹ và con cùng mặc đồ đôi. Và với chiếc áo thun mà trệt vai như thế này á, cho con nít bé nữ có giá 179.000 đồng. Rẻ lắm, 179.000 đồng mà xinh quá trời xinh luôn. Còn áo nữ đó để Vân Anh coi nha. Áo nữ này thì giá là 239.000 đồng, 239.000 đồng quá rẻ luôn. Nói chung là mẹ và con cùng mua một bộ tính ra gần 400-500.000 đồng thôi mà có một bộ hình. Chúng ta đi chụp hình dịp bãi biển nè, dịp hè này nè, mặc đồ đôi với gia đình của mình là cực kỳ xinh luôn. Đó, bây giờ thì xin được chúc mừng cho chị Liễu nha. Không biết bây giờ mọi người chúng ta đã sẵn sàng đến với mini game chưa? Sẵn sàng thì comment sẵn sàng giúp Vân Anh nha. Trúng iPhone XS đổi quần áo mặc được không? Mình có điện thoại rồi. Câu hỏi này lạ quá và khó trả lời ghê á. iPhone XS Max mà bạn bán ra mình quy đổi tiền á, chắc là cũng đủ mua được khá khá sản phẩm của Cup BTX đó. Chắc là một khán giả trung thành của Cup BTX chỉ muốn nhận được quần áo thôi, không thích iPhone XS Max. Sẵn sàng chưa mọi người ơi? Nếu như sẵn sàng comment sẵn sàng giúp Vân Anh đi. Share thật nhiều vào. Hello Mai Lê, hello vợ Tuấn, Violet Oanh, Thanh Giang Lê, Vi Huỳnh, Lý Khánh Phương, Bích Nguyễn, Thanh Giang Lê, Thúy Lê, rất là nhiều bạn đã sẵn sàng rồi. Thôi bây giờ mình bắt đầu câu hỏi đầu tiên luôn nha. Nhớ là trả lời câu hỏi thì kèm theo đó là phải tag 5 người bạn của mình vào, share về tường của mình. Và 12 giờ trưa mai thì trên fanpage sẽ công bố. Câu hỏi đầu tiên như sau. Đối tác chiến lược gần đây nhất của Cup BTX là ai? Đầu tiên là Coca-Cola toàn cầu, kế đến là Valimia, và thứ ba sẽ là Nescafe. Thời gian cho các bạn trả lời bắt đầu. Chúng ta có thể comment đáp án vào giúp mình nha. Ồ, quá trời người trả lời đây. Được chứ ạ? Phần quà lần này sẽ là một voucher trị giá 300.000 đồng nha mọi người. Đáp án là gì ạ? Và một đáp án tiếp theo nữa. Vân Anh đọc lại câu hỏi nha. Đối tác chiến lược gần đây nhất của Cup BTX là ai? Đầu tiên là Coca-Cola toàn cầu, thứ hai là Valimia, thứ ba là Nescafe, và đáp án C là cả ba đáp án trên đều đúng. Mọi người có thể comment thật rõ cái đáp án của mình ra, không được comment đáp án A, B, C, D đâu nha. Nếu như ví dụ là mọi người chọn đáp án là Coca-Cola toàn cầu thì có thể nhấn đáp án là Coca-Cola toàn cầu. Nếu như mọi người chọn đáp án là cả ba đều đúng thì mình ghi đáp án là cả ba nha. Đây, thời gian mọi người comment đáp án bắt đầu, rất là nhiều đáp án đưa ra. Tiếp tục comment đi ạ. Ô, bây giờ đã được 90 lượt xem, 92 lượt xem rồi nè. Hy vọng là sẽ được 100 lượt xem nha. 100 lượt xem đi, mình cho quà nhiều hơn. Xe tiếp đi mọi người. Đây, bây giờ Vân Anh nhấn xe nha. Trời, bây giờ mọi người thấy không, bắn tim quá trời luôn. Mọi người tiếp tục chia sẻ hộ cái live stream này nha. Nếu như được hơn 100 lượt xem thì sẽ có phần quà hấp dẫn hơn cho mọi người đó nha. Xe nè. Vân Anh nhiều hộ nhóm đám xe hết luôn. Mọi người cứ tiếp tục comment đi ạ. Và phần thưởng trong câu hỏi đầu tiên sẽ là phiếu quà tặng trị giá 300.000 đồng, đã được 91 lượt xem rồi nè. Cảm ơn mọi người nha, xem quá trời luôn.
Bộ sưu tập Thác Mai Hen có rất là nhiều sản phẩm khác nhau. Hồi nãy là chúng ta đã giới thiệu áo thun, rồi những cái áo lệch vai rất là xinh. Và một bộ sản phẩm nữa mà Vân Anh cũng muốn giới thiệu, đây là những cái chiếc áo yếm thiết kế giống như tương tự cái bộ áo mà Vân Anh đang mặc, cũng là màu cam hồng. Khác tí xíu là cái này là yếm thôi, có hai màu nha mọi người. Đầu tiên là màu cam, kế đến sẽ là một xanh biển. Trời ơi, mặc cái họa tiết này là bao xinh luôn, cực kỳ hợp đi biển luôn. Hai màu. Giá của sản phẩm này chỉ có 249.000 đồng mà thôi. Quá xinh luôn. Nhà nào mà có hai bé gái á, thì mình mua hai bộ về. Cái này cho bé đầu tiên, cái này cho bé thứ hai, mặc cặp là tuyệt vời luôn, bao đẹp. Xinh quá. Xinh không? Mua thêm nón nữa phối vào. Quá xinh luôn. Nhìn đồ ở đây là chắc chắn là chỉ muốn hút về ngay thôi. Đi vào đây là khó mà thoát ra được lắm. Đồ cấp BTX đẹp lắm mọi người ơi. Mọi người comment đã bán chưa ạ? 91 lượt xem rồi, xe tiếp đi. 100 lượt xem thì công bố kết quả luôn. 100 lượt xem công bố luôn nha. Đấy, hôm nay bị cái gì là cứ rớt hoài đây nè. Chắc là hôm nay mọi người lượt xem nhiều hơn bình thường đó, cho nên rung tay quá nè. Để lại chỗ cũ. Chỉ có hơn 200 ngàn cho một sản phẩm này thôi. À, mọi người nhớ tag bạn bè của mình vào nha. Nhớ tag 5 người bạn của mình vào thì đáp án chính xác mới được công nhận là đáp án đúng. Xin được chúc mừng cho những bạn nào trả lời đáp án cả 3 đối tác chiến lược đều đúng, thì đó sẽ là đáp án chính xác của chương trình. Vân Anh đọc lại câu hỏi nha. Đối tác chiến lược gần đây nhất của cúp BTX là ai? Và đáp án chính xác của chương trình đó chính là cả 3, bao gồm Coca-Cola toàn cầu, thứ hai là Valimia, và thứ ba sẽ là Nescafe. Chúc mừng cho những bạn nào trả lời đáp án cả ba, là chúng ta đã sở hữu 50% cơ hội mang về giải thưởng của chương trình rồi. Chúc mừng các bạn nha. Vào 12 giờ trưa mai thì Vân Anh sẽ công bố là những bạn nào trả lời đúng nè, hợp lệ, trả lời sớm nhất thì bên fanpage của Cup BTX sẽ tổng hợp lại và công bố vào 12 giờ trưa mai. Nhớ 12 giờ trưa mai quay trở lại đón xem có tên mình không nha. Rất là nhiều bạn comment đáp án đúng, tại vì câu hỏi này thực ra là cũng không phải quá khó. Nếu như những bạn nào là fan của Cup BTX thì chắc chắn câu hỏi này không phải làm khó các bạn đâu. Sắp quay rồi, bây giờ chúng ta quay số tiếp nha. Ở sản phẩm tiếp theo sẽ là phần thưởng cho phần quay số tiếp theo. Đây, bộ sưu tập Take My Hand, một sản phẩm tiếp theo mà Vân Anh đã chia sẻ với mọi người. Cũng là một sản phẩm dành cho cả gia đình của chúng ta luôn, nhưng mà kiểu dáng hơi khác một tí xíu. Đây là bộ sản phẩm gồm cả áo và váy, giống như một cái dạng váy maxi vậy đó mọi người. Đây là váy maxi nha. Chắc là Vân Anh tháo cái này ra đi để mọi người thấy rõ cái form dáng. Hồi nãy là chỉ có áo thôi, còn bây giờ là cả một cái váy luôn, mà còn có dây cột nơ luôn, xinh lắm nha. Đây, xinh quá trời xinh luôn. Cái này mặc đi biển nè, phối chung với cái nón của Vân Anh là cực kỳ hợp. Xinh không ạ? Ở đây còn có cái dây nữa nè mọi người. Dây này thì chúng ta có thể lấy để chúng ta cột lên cổ của mình, hoặc là chúng ta cột lên tóc của mình cũng rất là hay. Mua một bộ mà gồm hai phụ kiện luôn nha, gồm cả váy nè, rồi còn có dây cột tóc nữa. Xinh quá. Đây, mọi người thấy cọng dây này không? Đây, đây là một cọng dây mua thêm. Sản phẩm này là gồm một bộ, một cái áo maxi, một cái váy maxi chung màu với Vân Anh luôn, và một cái sợi dây như thế này. Những bạn nào thích sản phẩm này thì có thể tìm đến cửa hàng Cup BTX gần nhất. Sẵn tranh thủ đi mình mua thêm sản phẩm, cứ hóa đơn 300.000 đồng là chúng ta sẽ được một phiếu mua hàng, cũng như là một mã số dự thưởng của chương trình. Tranh thủ lát nữa mình chạy ra mình mua. Giá sản phẩm này là 449.000 đồng cho một cái váy vô cùng xinh yêu này. Và Vân Anh sẽ dành tặng cái váy xinh yêu này dành cho vị khách hàng tiếp theo trong phần quay số nha. Ủa này thích quá, tặng mà tiếc gì đâu luôn á. Có hai màu nha mọi người, màu cam và màu xanh biển. Màu xanh biển thì chắc là cũng không cần phải mở ra cho mọi người coi đâu ha. Form cũng giống như vậy thôi. Nhưng mà cái điều đặc biệt nè, nếu như chị em nào mà chúng ta đã mua sản phẩm cái váy maxi cam này rồi thì nhớ mua cho chồng của mình, cho bạn trai của mình một cái áo này nữa. Áo sơ mi màu cam này, trời ơi, hai vợ chồng mặc đồ đôi xinh quá trời luôn. Đây, thấy chưa? Đây là một cái váy maxi. Ngày mai là mọi người quay trở lại đi, có mẫu mặc cho mọi người hình dung luôn. Đây là váy maxi dành cho nữ, và đây là chiếc áo thun dành cho nam, áo sơ mi dành cho nam. Hai vợ chồng cùng mặc là đẹp tuyệt vời luôn. Tạm thời treo ở đây nha, mình quay số. Lát nữa mình quay số để dành tặng phần quà này cho vị khách hàng may mắn trong phần quay số tiếp theo sẽ là ai. Chúng ta qua đây quay tiếp nha mọi người ơi.
mua được tặng đôi dép luôn á, làm gì mua mà được tặng đôi dép đâu. Cái nón chị đội đẹp quá, cảm ơn Hoàng Nam nha. Ừ, cái nón này phối được nhiều lắm, mình có thể phối chung với cái váy này hoặc là phối chung với cái váy maxi hồi nãy mà Vân Anh cho mọi người xem đó. Bây giờ mình quay số đi, không biết vị khán giả nào may mắn trúng được cái váy maxi, trời thích ghê luôn á. Quay nè. Đây. Chúc mừng cho vị khách Huỳnh Tố Quyên, số điện thoại đuôi là 1292, mã số dự thưởng là 723719. Ồ, chị Quyên chúc mừng chị nha, chị đã mang về cho mình một cái maxi cực kỳ xinh và đáng yêu luôn. Trị giá gần 500 ngàn đồng cho một chiếc váy đó nha. Nếu như chị Quyên mà nhận về sản phẩm đó rồi thì nhớ là mua thêm cho chồng mình một cái áo sơ mi giống vậy. Hai vợ chồng mình mặc đồ đôi, hoặc là cho bạn trai mình mặc cũng được, hoặc cho em trai, cho bố mình mặc cũng được. Ở đây là có hai màu nha mọi người. Đây Vân Anh cho mọi người xem. Một cái là màu xanh biển và một cái là màu cam. Màu xanh, màu cam đây. Màu nào cũng xinh hết, vải mát lắm. Xinh quá. Với chiếc áo sơ mi này, với chiếc áo sơ mi này trị giá là 349.000 đồng. Hết rớt đồ rồi, rớt luôn điện thoại luôn, kinh khủng thiệt. 349.000 đồng cho một chiếc áo sơ mi này quá rẻ luôn, mà còn được mặc đồ cặp nữa. Hồi xưa Vân Anh hay nghĩ là mặc đồ cặp thì mặc áo thun hai màu giống nhau, họa tiết giống nhau, nhưng mà bây giờ là thời thế đã thay đổi rồi, chúng ta phải có sự phá cách đúng không. Chẳng hạn như đây Vân Anh lựa đồ cho mọi người nè. Đây, ví dụ là bạn nữ của chúng ta sẽ mua một cái váy maxi này, bạn nam sẽ mặc chung với cái áo sơ mi màu xanh này, chất ngay. Đội thêm một cái nón nữa giống Vân Anh đội, bao đẹp luôn. Mà nếu như bạn nào có con á, ví dụ là mẹ mặc chiếc váy maxi này, con trai sẽ mặc một cái chiếc áo sơ mi dành cho con nít như thế này, xinh cực luôn. Còn với bé gái cũng có nha mọi người. Bé gái đây, có cả bé gái và bé trai là tuyệt vời luôn. Bé gái là có một cái yếm như thế này, mẹ vừa mặc maxi, bé gái thì sẽ mặc cái yếm họa tiết y chang. Cả một gia đình của mình mặc là yên tâm, bao nổi bật luôn. Đi tới khu du lịch nào là chỗ nào cũng nhìn hết. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nha. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 2. Bây giờ hiện tại là bao nhiêu lượt xem rồi đây? 76 lượt xem rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo, câu hỏi như sau. Thương hiệu thời trang sắp ra mắt vào tháng 7 của cúp BOTX là gì? Đáp án của chúng ta sẽ là, đầu tiên mọi người lắng nghe thật kỹ nha. Đọc lại câu hỏi, thương hiệu thời trang sắp ra mắt vào tháng 7 của cúp BOTX là gì? Always. Đáp án tiếp theo là Bami Miss. Thời gian các bạn trả lời bắt đầu ạ. Đúng rồi, bạn Heo nói đúng rồi đó, chỉ cần mua hóa đơn 300.000 đồng là sẽ được một mã dự thưởng nha mọi người. Comment đáp án đi ạ. Nhớ là phải tag thì mới được tính đúng nha. Tag đi, Vân Anh thấy là nhiều bạn ấy nhưng mà mọi người không có tag nè. Phải tag vào mới được trúng nha mọi người. Nè, đây đọc tên những bạn nào chúng ta chưa có tag vào đây. Bạn Lai Trần, Lai Trần tag rồi nè. Bạn Vợ Tuấn chưa tag nè. Được chưa ạ? Mọi người comment đáp án đi. Hôm nay nhiều bạn tham gia quá, xem thích ghê. Chắc là hôm nay cuối tuần ở nhà chúng ta chơi live stream cùng với Vân Anh nha. Nhiều bạn comment quá nè. Bây giờ Trần Thị Dương Anh nè, Nguyễn Ngọc Nhi nè, An Nguyễn nè. Nhiều bạn comment quá. Lát nữa thì vào ngày mai chúng ta sẽ tiến hành công bố để Vân Anh coi những bạn nào đã comment, có ai trong danh sách quen thuộc không. Bạn A Đỗ, một gương mặt rất là quen thuộc, ngày nào cũng tham gia hết. Cảm ơn bạn nha. Rồi bạn nào nữa đây? Bạn Nguyễn Ngọc Nhi nè, bạn Tâm Nguyễn, Trần Thị Dương Anh, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc chưa có tag nha, nhớ tag mới đủ nha. Bạn Ngân Kim ơi, chưa tag nè. Nhớ là phải tác đủ nha, tác 4 người cũng không được đâu nha mọi người, tác phải đủ 5 người mới được tính. Lưu Quỳnh Sang, Phương Phương, Serena Nguyễn, tác chưa ạ? Kiên Trung Phạm, tác đi ạ? Đây, thấy rất là nhiều bạn đang comment đây. Nhiều quá, lát nữa là ban tổ chức sẽ lọc lại. Lát nữa thì ban tổ chức sẽ lọc lại và công bố vào 12 giờ trưa mai nha. Những bạn đang trả lời thì chúng ta cứ tiếp tục trả lời đi ạ. Bộ sản phẩm trong bộ sưu tập Take My Hand lần này bộ nào cũng xinh hết mọi người ơi, mà chất liệu rất là mát nha.
Với bố con thì có thể mặc đồ này phối với đồ này cũng được nè, hoặc là bố một màu con một màu cũng được. Ví dụ nha, nhà có hai anh em, cho anh trai, cho bé trai lớn mặc này, bé trai nhỏ mặc này, xinh quá trời xinh luôn, cả một gia đình của chúng ta. Thôi tạm thời cất vào đây để chúng ta đến với phần công bố đáp án. Em tác 20 người ở trên luôn rồi, cảm ơn vợ Tuấn nha. Đây, để mình xem lại một lần nữa. Kết quả của chúng ta đó chính là đáp án on quay. Chúc mừng cho những ai đã trả lời đáp án đúng là Onsway. Và cũng chia sẻ một tí về cái thương hiệu này. Onsway sẽ chính thức cho ra mắt cửa hàng đầu tiên vào tháng 7 này, cũng trên đường Nguyễn Trãi, chắc là cách Cup BTX không xa. Những bạn nào của chúng ta mà chưa biết về Onsway thì chúng ta hãy chờ đợi tháng 7 nha. Cửa hàng đầu tiên sẽ khai trương. Và chủ yếu là quần áo Onsway là thiên về thể thao, dành cho những bạn nào thích vận động. Chúng ta có thể chạy bộ nè, chúng ta có thể đi tập tennis, chúng ta cũng có thể mặc. Có thể là mặc đi xem phim, chúng ta cũng có thể mặc dạo phố. Nói chung là những sản phẩm Onsway là thiên về những bạn nào ưa vận động giống Vân Anh vậy. Những bạn nào thích thể thao thì có thể tìm đến thương hiệu Onsway. Cụ thể thì chúng ta sẽ biết được những sản phẩm đó là gì và thương hiệu như thế nào vào tháng 7. Chúng ta chờ xem nha. Kết quả như thế nào, mọi người đã trả lời đúng chưa? Quá trời comment luôn. Em ở gần đó hả, Lý Khánh Phương, nhớ ra ủng hộ nha. Tim bay khắp phòng luôn, cảm ơn Nguyễn Kiều bắn tim quá trời. Em tác 20 người luôn. Những bạn nào mà trả lời đáp án on quay là chúng ta đã sở hữu cho mình 50% cơ hội nhận giải thưởng. Và vào 12 giờ trưa mai chúng ta sẽ tiến hành đến với công bố kết quả trên fanpage. Những bạn nào ngày hôm qua chúng ta thấy tên mình trên cái phần công bố kết quả trên fanpage rồi à? Có tin mình không? Comment cho Vân Anh biết nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần quay số và phần thưởng để Vân Anh lựa tiếp theo đây. Chắc là một chiếc áo thun đi nha. Một chiếc áo thun đi, chiếc áo thun nam đi. Áo thun này xinh lắm nè mọi người. Cũng trong bộ sưu tập thép Mahen luôn, có hai màu là màu trắng và màu xanh ngọc bích. Đây, màu trắng họa tiết như thế này, màu xanh thì họa tiết cũng rất là yêu, màu dịu nhẹ, màu giống như là màu mint thế, mọi người biết không, màu mint bạc hà. Size này là size L, còn size này là size S. Ôi xinh quá, chất liệu vải cốt tông đàng hoàng, sờ rất là mềm mượt nha, mà không phải là trắng trơn đâu mọi người. Mọi người có thể nhìn kỹ đây, họa tiết của nó đây. Trắng mà còn có những cái sọc vân như thế này nữa, nhìn rất là đặc biệt chứ không phải là màu trắng trơn. Và không phải là chất cái liệu thun mà rẻ tiền đâu, chất liệu thun sờ là đã thấy cái sự cao cấp ở trong đây rồi. Giá của chiếc áo này là 239.000 đồng cho một chiếc áo thun. Rất là nhiều bạn đang comment đáp án luôn. Bản thân Vân Anh đang cầm điện thoại mà tiếng chuông cứ tinh 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 lên thôi. Chiếc áo thun này sẽ là phần thưởng trong cái trò quay số tiếp theo. Chúng ta sẽ đến với phần quay số nha. Bây giờ đến với phần quay số nào mọi người. 1, 2, 3, bắt đầu. Để xem vị khách may mắn nào sở hữu cho mình chiếc áo thun đặc biệt trong bộ sưu tập thép Mahen lần này nha. Chúc mừng cho bạn Nguyễn Yến Phương. Số điện thoại đuôi là 4063. Mã số là 714492. Tài Nguyễn sao nhận được mã hả? Tài Nguyễn ơi, nếu như muốn nhận được mã thì mua hóa đơn 300.000 đồng nha, và bạn liên hệ nhân viên để xin cái mã này về. Hoặc là bạn có thể search số điện thoại của mình trên trang web đây. Trên trang web của Cup BTX, search số điện thoại sẽ ra được mã dự thưởng của mình nha. Nhiều bạn nhiều khi mua xong mình quên mất, không biết mã dự thưởng của mình là bao nhiêu. Chúng ta có thể quay trở lại trên trang web Cup BTX, mình search hóa đơn nè. Mình search bằng số điện thoại của mình cũng có thể ra được mã dự thưởng nha. Cả tuần đến hôm nay mới có cơ hội xem live. Nhớ là ngày mai mọi người quay trở lại nha. Ngày mai là trúng cái iPhone XS Max nè. Ngày mai nè, quay số trúng thưởng cho những ai đã mua sản phẩm Cup BTX. Có mã dự thưởng, chúng tôi sẽ tiến hành quay số để trúng về một chiếc iPhone XS Max. Giải thưởng mà cả chương trình đang rất là chờ đợi. Bản thân Vân Anh cũng rất là hồi hộp luôn á. Cho nên những bạn nào ngày hôm nay chúng ta chưa có trúng á, mình nhớ là mình mua nhiều sản phẩm vào. 10 giờ cửa hàng mới đóng cửa. Lát nữa chương trình live stream kết thúc lúc 9 giờ thì lập tức phóng xe máy ra cửa hàng gần nhất, mình mua sản phẩm thật nhiều vô, mua để nhận thêm mã để có cơ hội nhận về chiếc iPhone XS Max này nha. Tạm thời để nó ở đây. Chúc mừng cho bạn Nguyễn Yến Phương đã sở hữu cho mình chiếc áo thun rất là xinh xắn này. Nhưng mà chiếc áo thun này có thể phối hợp như thế này, như sau. Trong bộ sưu tập Take My Hand luôn, còn có một cái yếm như thế này. Ví dụ mình có thể mặc chiếc yếm màu xanh lá. Đây là cái sản phẩm cũng Vân Anh đang mặc luôn nè. Phối chung với chiếc áo thun màu trắng cũng rất là đẹp. Quá xinh luôn. Hoặc là chúng ta có thể phối chung với nón cũng được.
Ở đây có nón, ví dụ nha. Nón màu xanh biển. Chúng ta sẽ phối với, đây có nón xanh luôn. Nón xanh thì chúng ta phối với maxi họa tiết xanh biển. Đây, hợp chưa mọi người? Nón đây, váy maxi đây, đeo vào là cực kỳ chuẩn luôn. Quá đẹp. Thật ra là bộ đồ nào cũng như nhau, quan trọng là cách phối của chúng ta như thế nào. Hôm nay là Vân Anh chỉ bí quyết cho mọi người phối đồ rồi đó. À, một chiếc áo mà giống như Vân Anh đã chia sẻ với mọi người đây. Chiếc áo mà nãy giờ nhiều bạn hỏi quá trời luôn. Chiếc váy Vân Anh đang mặc đây. Trong bộ sưu tập Take My Hand có mã là WUN4002 màu cam, 449.000 đồng. Đây, chiếc váy rất là xinh. Chúng ta có thể phối chung với cái nón này nha, là đã tạo nên cái sự khác biệt rồi. Nhà nào mà có hai chị em đó, chị mặc một bộ, em mặc một bộ, đây, chị có thể mặc màu xanh lá, em thì có thể mặc màu cam như thế này, kiểu dáng phơm y chang luôn. Chúng ta đổi hai cái nón, một nón màu xanh lá, một nón thì màu cam, phối chung với cái váy này tuyệt vời luôn mọi người. Mà giá chỉ có 449.000 đồng thôi. Mùa hè thì Vân Anh thấy là hầu hết là ai cũng chuộng những cái chiếc váy như là váy hai dây nè, váy maxi nè. Couple TX cũng nắm bắt được điều đó cho nên ra rất là nhiều sản phẩm. Nào là maxi, áo hai dây, áo lệch vai, chúng ta có thể ra Couple TX chúng ta lựa ngay một bộ để ngày mai đi tắm biển cho hành tráng nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Vợ Tuấn sản phẩm đẹp quá trời. Câu 3 đi. Tài Nguyễn mình mua trên 500 mà nhân viên bảo nhắn tin về máy. Với trường hợp của Tài Nguyễn thì có thể nhắn tin vào fanpage để được tư vấn kỹ hơn nha. Bây giờ chúng ta đến với câu hỏi số 3 là đánh giá sản phẩm. Và sản phẩm lần này muốn dành tặng cho mọi người. Mọi người muốn tặng sản phẩm nào trong cái xào đồ này à? Muốn sản phẩm nào comment đi. Ai muốn áo nè, ai muốn váy nè, ai muốn áo thun, ai muốn áo khoác có thể comment, ai muốn túi ba lô gì đó comment đi. Áo khoác đây, một chiếc áo thun trong bộ sưu tập Take My Hand luôn. Vân Anh sẽ chọn một cái áo khoác giống màu của Vân Anh đang mặc luôn. Đây, áo thun cùng màu với mình nè. Đây, mọi người ơi, đây là chiếc áo khoác. Để Vân Anh coi mã nha. Áo khoác mã OWW1002 màu cam với giá 539.000 đồng. Bạn nào thích áo khoác này? Mọi người thích áo khoác không ạ? Nếu như mọi người thích áo khoác này thì chúng ta có thể comment cho Vân Anh biết để lát nữa Vân Anh chơi mini game Vân Anh tặng luôn cái áo khoác này cho mọi người nha. Ai muốn áo khoác comment áo khoác đi ạ. Phần thưởng vô cùng hấp dẫn luôn, một chiếc áo khoác 539.000 đồng dành cho những bạn tham gia trả lời đúng mini game. Xin mời ạ. Bạn nào muốn đâu? Đây, và câu hỏi dành cho mọi người như sau. Bây giờ lỡ công bố giá tiền rồi sao giờ, thôi tạm thời mình cất lại đi, mình hỏi sang câu hỏi khác. Cái áo khoác này lát nữa để lại, bây giờ mình hỏi sang câu hỏi tiếp theo đi. Mình trúng phần thưởng là cái ba lô đi. À, ba lô này có hai màu nè. Màu xanh dương đây, màu xanh lá đây. Và Vân Anh sẽ dành tặng cái ba lô này dành cho mọi người nha. Câu hỏi để mọi người có thể mang về cái ba lô này là đoán giá được sản phẩm ba lô mã là ABA6001. Mọi người đánh giá sản phẩm đi ạ. Bạn nào đánh giá đúng sẽ nhận về cho mình một cái ba lô này luôn và ngay luôn. Comment đi ạ. Lấy voucher mua có được nhận mã dự thưởng hay không? Cái đó là không nha. Sử dụng voucher thì không được mã dự thưởng đâu nha mọi người ơi. Mình phải mua bằng tiền mặt mới được tính nha. Đánh giá ba lô đi ạ. Giá ba lô là bao nhiêu? Bên mấy Vân Anh hiện tại là ấy luôn rồi nè. Đánh giá ba lô đi ạ. Được chưa ạ? Công bố đáp án luôn nha. Để Vân Anh coi là bao nhiêu bạn đang coi trả lời sao như thế nào. Comment tiếp đi ạ. Nhớ là comment phải tag đủ 5 người bạn của mình vào thì mới được ấy nha. Người thì comment 389, người thì comment 1485, rồi comment 139, comment giá của cái ba lô nha mọi người. Nha, comment giá ba lô nha. Lấy đeo thử coi. Đẹp quá. Bản thân Vân Anh đi du lịch đó là thích mang những cái túi mà nhỏ gọn nhẹ. Ví dụ như một cái ba lô này. Để giới thiệu cho mọi người cái ba lô này nha. Đây. Cái điều mà Vân Anh thích của Couple TX là khóa kéo của nó không bao giờ gặp khó khăn hết. Chỉ cần kéo một phát là ra ngay. Ui, rộng quá nè mọi người ơi. Cái này nhét chắc cũng phải là 20 bộ đồ. Chưa kể là vật dụng cá nhân mà còn nhiều lớp lắm nha.
Ví dụ nè, đây mọi người, đây lớp đầu tiên nè. Đây lớp thứ hai nè. Ôi, một lớp, hai lớp, bên đây là lớp 9. Cái này khóa lại để đỡ tránh rơi rớt đồ. Đây. Nha, ví dụ chúng ta khóa lại để đỡ rơi rớt đồ đây. Khóa lại đây. Đó. Bên trong quá rộng luôn, nhìn vậy thôi chứ rộng lắm. Chắc cũng phải chứa được ít nhất 20 bộ đồ. Quá trời rộng luôn. Đây mọi người có thể thấy. Giá sản phẩm này là bao nhiêu đây à? Mọi người tiếp tục comment giá đi. Bạn nào comment giá đúng là Vân Anh tặng luôn cái ba lô này cho mọi người nè. Hay khóa là ai xinh quá đi. Không biết mình mặc đồ cam mình đeo túi xanh có hợp không trời. Kệ đi mà thích quá đeo đại. Thôi cứ như học sinh đi học vậy trời. Cảm giác như mình trẻ ra mấy chục tuổi. Con chào các cô chú. Đây. Xinh không? Chúng ta sẽ đến với phần công bố kết quả nha. Phần kết quả lần này đánh giá chiếc ba lô ABA6001 có giá là 389.000 đồng. Xin được chúc mừng cho những bạn nào comment đúng đáp án là ba lô 389.000 đồng. Còn những bạn nào mà chúng ta chưa có câu trả lời nào mà chính xác thì chúng ta có thể chờ đợi chúng ta đến với những câu hỏi tiếp theo. Còn những bạn nào trả lời đúng là coi như chúng ta nắm chắc được 50% cơ hội nhận về giải thưởng nha. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo Nhưng mà trước khi đến với câu hỏi tiếp theo, chúng ta sẽ quay trở lại đến với phần mini game. Và phần mini game này Vân Anh sẽ dành tặng phần quà là một chiếc áo khoác này đây. Một chiếc áo khoác này đây cho các bạn nha. Một chiếc áo khoác trong phần quay số dành cho những khách hàng đã mua sản phẩm của cấp BOTX. Chúng ta sẽ đến với phần quay số để tìm ra vị khách hàng may mắn để mang về chiếc áo khoác này. Bắt đầu quay. Xin chúc mừng cho vị khách có số may mắn. Số gì đây ạ? Chiếc áo khoác này xinh lắm luôn á. Nguyễn Hữu Tùng với số điện thoại đuôi là 0189 và mã số dự thưởng của bạn Tùng là 713442. Xin được chúc mừng cho bạn Tùng đã sở hữu cho mình một chiếc áo khoác. Cái này nam nữ có rất là nhiều size tùy thuộc vào nam hay nữ nha. Xin được chúc mừng cho bạn Tùng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Câu hỏi tiếp theo như sau. Đây, đây là chiếc nón mà Vân Anh đang đeo. Nãy giờ các bạn cũng thắc mắc là không biết cái nón này như thế nào. Thì câu hỏi liên quan đến cái nón này như sau. Với dòng nón AHA6001 sẽ có giá là bao nhiêu? Chúng ta nhanh chóng comment đáp án đi ạ. Đáng giá nón AHA6001 có giá là bao nhiêu ạ? Nhanh chóng chúng ta comment đáp án đi ạ. Nón này nhiều bạn khen xinh lắm nha. Chúng ta có thể phối với đây. Áo một cái chiếc váy rất là xinh như thế này. Hoặc là chúng ta có thể dùng nón, chúng ta phối với những chiếc áo lịch vai như thế này cũng xinh nè. Chúng ta phối với váy maxi hoặc là những bạn nam nào cũng được. Các anh nào mà chúng ta thích đội nón, nón này nam nữ đều đội được nha mọi người. Thì có thể phối chung với cái áo sơ mi này. Xinh quá. Sơ mi này rẻ lắm mọi người ơi. Đâu Vân Anh coi giá nè. Cái áo sơ mi này có 349.000 đồng thôi. Xinh cực. Xinh lắm luôn. Hôm nay là những dòng sản phẩm Take My Hand thiên về mùa hè. Những ai mà chúng ta đang tìm những bộ đồ cho cả gia đình, đồ đôi nè, thì chắc chắn bộ sưu tập Take My Hand sẽ là sự lựa chọn của mọi người. Bây giờ chúng ta công bố kết quả luôn nha. Nhớ là phải tag đủ những người bạn của mình vào. Nhớ tag chưa? Tag chưa? Có thể là bên máy Vân Anh cập nhật không có đúng, có thể bên máy bạn chậm, máy bạn nhanh vậy đó, cho nên câu trả lời cũng luân phiên. Thì sau chương trình ngày hôm nay cần phải có thời gian tổng hợp lại, 12 giờ trưa mai mới công bố. Diễm Bùi 189, Linh Võ 189, Canh Nguyễn trả lời sau nhiều bạn quá nè. Hằng Hằng cũng vậy nè. Những bạn nào trả lời nhanh nhất và sớm nhất thì mới được nha. Được chưa ạ? Các bạn cứ comment tiếp đi ạ. Nhớ là phải tag đủ những người bạn của mình vào thì Vân Anh sẽ tiếp tục công bố nha. Đây, đáp án của chúng ta đó chính là 189.000 đồng cho chiếc nón này. Xin được chúc mừng cho những bạn nào comment đáp án 189.000. Chúng ta đã sở hữu 50% cơ hội mang về phần thưởng, đó chính là một chiếc nón mã AHA6001 nha mọi người. Đây, bây giờ chiếc ba lô này mặc dù không có gì mà đeo cũng nặng quá. Tạm thời mình sẽ treo lại đây để đến với
Một sản phẩm tiếp theo mà Vân Anh muốn giới thiệu cho mọi người đó chính là chiếc áo khoác. Trong phần mini game lát nữa đây thì chúng ta sẽ dành tặng chiếc áo khoác này. Ai muốn áo khoác comment áo khoác cho Vân Anh nha. Ai muốn áo khoác comment áo khoác đi ạ. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với phần quay số nha. Nãy giờ là quay số chúng ta đã trúng áo khoác rồi, thì lát nữa Vân Anh sẽ tặng cho vị khách nào mà tham gia quay số thì sẽ nhận về một chiếc ba lô hồi nãy Vân Anh đang đeo. Bây giờ chúng ta tiến hành quay nha. Đây, để xem ai là vị khách may mắn mang về cho mình chiếc áo khoác này đây. Chúc mừng cho chị Nguyễn Thị Thu Loan với số điện thoại đuôi là 6689 và mã số dự thưởng của chị là 720928. Xin được chúc mừng cho chị Nguyễn Thị Thu Loan nha. Chị Thu Loan đã mang về cho mình một cái ba lô rất là xinh và cá tính vừa rồi luôn. Và một sản phẩm tiếp theo mà Vân Anh muốn dành tặng cho mọi người mini game như Vân Anh đã hứa, đó chính là chiếc áo khoác này đây. Bây giờ bạn nào muốn nhận về áo khoác thì comment áo khoác cho Vân Anh đi ạ. Comment áo khoác đi. Để xem nha, để coi bao nhiêu bạn thích áo khoác ạ. Violet One thích áo khoác, bạn nào thích áo khoác nữa? Bạn nào thích áo khoác comment áo khoác đi ạ. Quỳnh Thị Thanh Nguyễn, hello Quỳnh. Võ Duy Cường, trò chơi hồi nãy xong rồi, đáp án của đáng giá nón là 189.000 đồng đã xong rồi. Bây giờ là chúng ta đang đến với phần thưởng là một chiếc áo khoác này nha. Với chiếc áo khoác này, bạn nào muốn nhận về cho mình chiếc áo khoác thì comment áo khoác để Vân Anh dành tặng cho mọi người nè. Nha, comment nhanh 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 lên nào. Hello, Nông Thị Nguyệt đang xem. Nào, nhanh nào. Đây, chiếc áo khoác này sẽ thuộc về ai? Bây giờ chúng ta đến với câu hỏi dành cho chiếc áo khoác này nha. Ít bạn comment áo khoác quá. Chiếc áo khoác này chắc là sẽ chọn sản phẩm dành cho nam đi. Nãy giờ dành tặng cho mấy bạn nữ nhiều quá rồi. Áo khoác nam đâu? Đây, áo khoác cam nữ. Đây là áo khoác cho ai đây? Dòng này chúng ta mua áo khoác đôi dành tặng cho bạn gái, bạn trai gì chúng ta cũng có thể mặc được. Đây, màu này màu rêu giống quân đội quá nè. Một thời từng hot trend gây bão. Đây là áo khoác nam. Vân Anh sẽ dành tặng chiếc áo khoác nam này cho những bạn nào. Bạn nào thích áo khoác nam thì comment áo khoác nam cho Vân Anh đi nha. Và câu hỏi tiếp theo của chúng ta như sau, mọi người đã sẵn sàng chưa? Nếu như sẵn sàng thì comment sẵn sàng giúp Vân Anh nào. Và câu hỏi tiếp theo như sau, hãy đánh giá chiếc áo khoác này có mã sản phẩm là OWM1002, nhớ là của nam nha, chứ không phải của nữ nha. Rồi, thời gian cho mọi người comment giá bắt đầu. Đấy, comment giá đi ạ. Áo khoác ở đây có 3 màu nha mọi người. Đây, 1, 2, 3 màu. Đây một màu nữa xinh lắm lắm luôn. Tổng cộng là có 3 màu cho mọi người lựa chọn. Một là màu cam nè, hai là màu xanh lá, ba là màu xanh biển. Được chưa ạ? Mọi người ơi, mọi người comment đáp án đi. Hãy đoán giá sản phẩm chiếc áo khoác này đi ạ. Áo khoác này dành cho nam nha. Bây giờ đáp án của chúng ta đó chính là giá sản phẩm cho chiếc áo khoác nam này đó là 569.000 đồng nha. Áo nữ thì 539, còn áo nam là 569.000 nha mọi người. Bây giờ bạn nào comment đáp án 569.000 đồng mà sở hữu cho mình 50% cơ hội mang về giải thưởng. Và 12 giờ trưa mai thì Vân Anh sẽ tiến hành công bố trên fanpage để xem bạn nào trả lời đúng nhanh nhất, sớm nhất, đúng cú pháp nhất thì chúng ta mới được phần quà của chương trình. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với phần quay số may mắn dành cho những vị khách đã mua hàng, mua sản phẩm của Couple TX. Phần thưởng sẽ là một cái nón Vân Anh đang đội đây. Cái nón nãy giờ nhiều bạn khen xinh lắm. Trời, ai mà nhận được cái nón này là Vân Anh đảm bảo cực kỳ thích vô cùng luôn. Chúc mừng cho vị khán giả nào đây, chúng ta hãy cùng theo dõi. Ta ta, đang quay.
Nguyễn Thị Ngọc Trinh với số điện thoại đuôi là 6240 và mã số dự thưởng là 29284. Chúc mừng cho bạn Trinh nha, bạn Trinh đã mang về cho mình một cái nón rất là xinh như thế này. Vừa rồi thì Vân Anh đã tiến hành quay đủ giải thưởng, quay đủ chưa? Quay đủ 5 phần thưởng rồi đúng không? Chơi thì cũng chơi mini game là cũng đã tặng hết nhiều phần quà cho mọi người lắm. Hôm nay tặng nào là áo khoác nè, tặng nón nè, tặng ba lô nè. Ôi trời, tặng áo thun quá trời luôn. Những bạn nào hôm nay chúng ta bỏ lỡ thì ngày mai có thể quay trở lại. Và khung giờ quen thuộc của chương trình là từ 8 giờ cho tới 9 giờ. Chiếc iPhone XS Max này vào 8 giờ ngày mai chúng ta sẽ biết được vì chủ nhân nào là người may mắn sở hữu cho mình chiếc iPhone XS Max hàng chính hãng của FPT Shop. Trời ơi, ai sẽ là người may mắn đây? Chúng ta hãy cùng chờ đợi vào 8 giờ ngày mai. Còn những bạn nào chúng ta chưa có cơ hội mà chúng ta chưa nhận được quà đó thì bây giờ còn 1 tiếng nữa, còn đúng 1 tiếng đồng hồ nữa. Chạy ra cửa hàng Cúp BTX gần nhất, mua cho mình sản phẩm. Cứ hóa đơn 300 ngàn được 1 mã dự thưởng, hóa đơn 600 ngàn được 2 mã dự thưởng, hóa đơn 900 ngàn thì được 3 mã dự thưởng nha. Đó, và chương trình ngày hôm nay rồi ạ. Còn ngày mai nữa là hết. Nói chung là còn một ngày nữa thôi là hết chương trình rồi, cho nên Vân Anh cũng muốn là số lượng mã dự thưởng thật nhiều hơn nữa và số lượng view ngày mai phải tăng được gấp đôi, gấp ba thì mới có thể là đủ được cái level của chiếc iPhone XS Max này. Hôm nay là tặng quà hơi bị VIP nha, tặng áo khoác nè, tặng ba lô, tặng nón, mà quà nào cũng vài trăm ngàn hết trơn á. Ngày mai là quà hấp dẫn hơn nhiều, có thể là giá trị gấp đôi luôn. Nếu như bạn nào của chúng ta muốn nhận được quà hấp dẫn hơn thì có thể quay trở lại đây, sẽ có rất là nhiều mini game với phần thưởng cực kỳ hấp dẫn cho tất cả mọi người. Quay trở lại đây cùng với Vân Anh vào 8 giờ nha. Còn bây giờ thì chương trình livestream ngày hôm nay kỷ niệm 10 năm Cúp TX trúng iPhone XS Max đến đây xin được phép khép lại. Chúc tất cả các bạn ngủ ngon. Yeah.